khi mây đen kéo đến, gió bắt đầu nổi lên, thì ngay lập tức bà con phải ngừng công việc, trở về nhà hoặc là tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuyệt đối không trú dưới gốc cây, không ở lại những lán tạm trên đồi, trên nương hay ở những vị trí cao. Cũng không nên đứng ở gần hồ, bờ sông, bờ suối, kênh mương. Cần tránh xa những vật dụng bằng kim loại có khả năng tích điện như cuốc xẻng, xe đạp, máy cày, máy tuốt lúa. Và tuyệt đối không tránh trú thành nhóm người đứng gần nhau. Trong tình thế khẩn cấp, nếu thấy tia chớp lóe lên và sau đó là tiếng sấm, hoặc nếu cảm thấy tóc bị dựng lên, thì rất có thể khu vực bà con đang đứng sẽ có sét đánh xuống. Lúc này, khi không kịp chạy về, bà con phải nhanh chóng rời khỏi ruộng ướt, tìm chỗ đất khô, lập tức ngồi xuống, càng thấp người càng tốt, tay ôm lấy đầu. Và lưu ý chỉ để cho hai chân chạm đất, tuyệt đối không nằm xuống hay là đặt tay lên đất. Cơn dông thường rất nhanh, chỉ khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó, khi không còn nghe thấy tiếng sấm, thì có thể biết là cơn sét đã qua và bà con có thể trở về trạng thái bình thường.